Alright, con yêu quý chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Đã sẵn sàng để chúng ta đến với buổi học tối nay của chúng ta chưa? Các <laughs> con yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa những câu hỏi trong đề thi um, của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ hai, đúng chưa ạ? Đề thi này chúng ta mới thi ngày 19 thôi, cách đây mới có mấy ngày. Và hôm nay thì cô sẽ chữa cùng với các con cái đề này dự báo là chúng ta cũng sẽ có những cái câu hỏi rất là hay nhá. Hai con hãy comment giúp cô các câu hỏi. Tuần này chúng ta sẽ còn đề ngày hôm nay và ngày mai là mình sẽ có đề thi một cái đề thi nữa, đúng không ạ? Đấy, sang tuần sau thì chúng ta sẽ quay lại là mình sẽ đến với những cái bài uh, ôn luyện tổng ôn, hiểu chưa? những cái bài ôn luyện tổng ôn những cái bài uh, trong bộ đề dự đoán của cô Phương thì uh, chúng ta cũng chỉ còn có hai tuần nữa thôi là chúng ta thi rồi Đấy, trong hai tuần tới thì có lẽ là các con sẽ quay lại ôn tập những cái bộ đề dự đoán có lẽ là sẽ hay hơn cho nên là cô sẽ chuyển qua uh, tiết sau ôn tập những cái bộ đề dự đoán cho các con và sau đó chúng ta sẽ cùng uh, làm thêm khoảng độ hai uh, đề nữa trước kỳ thi là ngon ăn đúng không ạ Ok nhá Các con yêu quý, bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa cái đề ngày hôm nay Chúng ta còn một vài các cái đề nữa ấy Thì nếu như cô không chữa Tức là cô không livestream và chữa cho các con Mà các con vẫn có nhu cầu muốn xem đáp án Thì cô sẽ đăng đáp án chi tiết full đề cho các con Được chưa? Yêu cô Phư chưa ạ? Yêu chưa, yêu chưa? Yêu thì chúng ta comment cho cô một câu đi Hiểu không? Ok nhá Rồi bây giờ chúng ta sẽ Mau chóng là Comment giúp cô đáp án đi ạ Yêu thì comment đáp án đi Làm tốt vào nhá. Làm tốt vào cho cô xem Nào câu số 1 chọn đáp án gì Play Cái này đó là A A thì thêm SC vào nó sẽ là Z Đúng không ạ Plays Đúng chưa Says Cái từ này nó lại là Says Đúng chưa Cái này nó sẽ là A's cái này nó là says Cái này nó là stays Như thế này Và cái này nó là days Như vậy ở đây thì Cái cách đọc đội S của chúng ta Với cái động từ Động từ nói này của chúng ta Thì mình phải đọc là says Nó sẽ khác với những từ còn lại Trên đời câu này mình sẽ khoanh đáp án B nhá Ồ oh, ồ oh, Tại sao có bạn lại vẫn không biết cái từ này nhỉ Được không Nào câu số 2 Chọn đáp án gì Bạn Minh Tú chọn đáp án C Chúng ta sẽ cùng xem nhá Book Âm cuối là C, Bật ra sẽ là t work thì bật ra cũng sẽ là t. naked à, naked là trường hợp đặc biệt rồi đúng không ạ Đấy, những cái từ mà có đuôi id mà đặc biệt là mình đã mình đã ôn rồi đúng không cái này mình sẽ bật ra là đuôi ật và cook bật ra sẽ là nhá naked trần chuồng không mặc quần áo thì nó sẽ phải đọc là naked được chưa ạ nhá các cái đuôi id đặc biệt của chúng ta được chưa? Mình sẽ đọc là Thì ở đây có những cái từ các con cần phải nhớ Cô sẽ ghi lại cho các con một vài từ Ví dụ như là chúng ta có từ naked Được chưa? Chúng ta có từ wicked Là gian trá này Chúng ta có từ beloved Đáng yêu này Chúng ta có từ sacred Nghĩa là thiêng liêng, thánh này Hatred Sự hận thù này Đúng không ạ? Rồi là wretched Wretched Có nghĩa là khốn khổ này Rồi chúng ta có từ rugged Đó Là lởm chởm hoặc là gô ghê Còn gì nữa không ạ? Ờ à, chúng ta còn có từ dogged Là gan lì Đúng không? Blessed Blessed là được ơn, đúng không? Được may mắn, được ban ơn ấy Được chưa? Còn gì nữa? Chúng ta còn có từ um, crooked. Crooked nghĩa là lừa đảo. Đúng chưa? Chúng ta còn có từ aged. Aged nghĩa là già, cũ. Đúng chưa? Đấy nhá. Thế đấy là những cái đuôi ED mà đọc thì chúng ta không đọc như bình thường là bật ra là t mà mình sẽ bật ra là ật. Thì các con sẽ học thuộc những cái từ này. Học thuộc thôi, đúng không? Nào bây giờ sang câu số 3 đi ạ. Câu số 3 và câu số 4 đáp án đúng là đáp án gì? Comment giúp cô Vư đi ạ. Câu số 3, nature, danh từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết 1. kernel từ này thì rõ ràng là nó là âm ơ và âm eo như thế này. kernel thì ơ có nhận trọng âm không? Không. Nên là cái danh từ kênh đào này trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nhé. Occur, occur chúng ta động từ cũng sẽ rơi vào âm tiết thứ hai bởi vì âm tiết đầu cũng là âm square Occur, âm tiết 2. Record, record, chắc chắn là trọng âm cũng sẽ rơi vào âm tiết 2 rồi bởi vì là đây là nhìn thì lại biết là đáp án A rồi cho nên là tự dưng là record phải rơi vào âm tiết 2 đúng không? Ok. Rồi câu này sẽ khoanh đáp án A giúp cô nhé. Câu số 4 đi ạ. Conservative bảo thủ. Chúng ta sẽ có cái từ này là từ có 4 âm tiết, trọng âm sẽ rơi thứ ba từ dưới lên đó là âm tiết 2. Flexibility thì trọng âm lại rơi vào trước cái âm ET này nó là âm tiết 3 mất rồi. Refugee nó sẽ nhấn trọng âm vào cái âm GG này nó là âm tiết 3. Refugee được chưa? Với câu này khoanh khoanh A luôn rồi đúng không ạ? Và population cũng là âm thiết bà Xong nhá. Như vậy là chúng ta đã xong bốn câu đầu tiên. Bây giờ mình sẽ cùng đến với câu số 5. Câu số 5. Câu số 5 đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đáp án gì ạ? He plagued. He plagued. Cái từ này ấy thì nó có nhiều nghĩa. Cái từ plagued này của cô nhé. nó có nhiều nghĩa. À, từ này nếu như nó là nó sẽ vừa là danh từ và vừa là động từ đấy ạ đấy chưa? Nếu như nó là danh từ thì nó mang nghĩa là bệnh dịch chưa? Plague, bệnh dịch nhé Ví dụ như là bệnh à, dịch Bệnh dịch tai họa đấy, chưa? đấy tai họa nhé Còn ngoài ra khi nó là động từ Thì nó còn mang nghĩa là quấy dày ai với cái điều gì Đấy Danh từ thì là bệnh dịch Thế còn khi nó là động từ thì sẽ mang nghĩa là quấy giày. Quấy giày đi với giới từ with the call. With. Được chưa? Vậy đáp án đúng câu này sẽ là đáp án C. Có nhiều bạn chưa biết cái từ này đâu. Cho nên là hôm nay các con lại được học thêm cái câu số 5 này. He plagued me with stupid questions all through lunch. Anh ta quấy giày tôi với những câu hỏi ngớ ngẩn suốt cả bữa trưa. Được chưa? Ok. Rồi, câu số 6 đi ạ câu số 6 đi Mrs. Florida felt that her marriage had become prison cái câu này sẽ là gì ạ cô ta cảm thấy rằng bà Florida cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của mình đã trở thành một cái nhà tù ok thì uh, kết hôn thì cặp đôi đều lâng lâng sung sướng full of love đúng không ạ gọi là tình yêu là maximum luôn đúng không thế mà cùng với thời gian thì hôn nhân lại trở thành nhà tù đó. Đúng không? Marriage had become a prison, đúng không ạ? Đã trở thành một cái nhà tù. Nhá. Had become a prison. Prison này đâu đã, đã, đã xác định đâu mà dùng giờ, đúng không ạ? Đã trở thành một cái nhà tù thôi. Đúng không? Cuộc hôn nhân đã trở thành một cái nhà tù. Ok. Đấy, các con sau này cũng sẽ bị như thế này. Nếu như các con không học giáo lý hôn nhân trước khi mình kết hôn. Chỉ khi mình được học giáo lý về hôn nhân trước khi mình kết hôn thì cái hôn nhân của mình nó mới được hạnh phúc thôi ạ Còn nếu không ấy Thì cứ càng sống với nhau thì họ sẽ càng chán nhau Đó Chỉ khi được học giáo lý hôn nhân thôi ạ Cho nên là trước khi kết hôn hãy đảm bảo rằng là các con được học giáo lý hôn nhân Trước khi các con kết hôn nhé này đáp án A Đấy chứ câu số 7 đi ạ Câu số 7 đáp án gì? Câu số 7 nguyên chọn gì? Rất là dễ đúng không? Có from sau giới từ như thế này mà đến một cái đại từ quan hệ thì nó chỉ có thể là hoặc là whom hoặc là which không dùng ra được và nó phải là tân ngữ thì mới đảo được giới từ lên trước và câu này thì là người đông là người cho nên câu này sẽ chọn whom from whom I got the present đúng chưa với câu 7 đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án đi tôi cần phải cảm ơn người nông mà từ cái người đó là tôi nhận được cái món quà này được chưa rồi câu số 8 là gì to get Their message across. Animal activists are even willing to the use of violence. ở đây chúng ta gặp những cái từ vựng như là make use of có nghĩa là tận dụng nó bằng với lại là take advantage of hai cái này thực ra bằng nhau đều bằng nghĩa là tận dụng resort to có nghĩa là phải sử dụng đến một cái phương cách gọi là phương án cuối cùng vì chúng ta có cả là cái là last resort tức là như là một phương án cuối cùng đấy as a last resort như một phương án cuối cùng đúng không ạ make allowance for có nghĩa là xem xét thì câu này của chúng ta có nghĩa là để có thể truyền tải được thông điệp của mình là to get the message across để truyền tải được thông điệp của mình nhá thì những cái nhà hoạt động vì động vật thì thậm chí là sẵn sàng là viện đến cả việc sử dụng vũ lực thật ra câu này nó là một câu nằm trong bài đọc hiểu đúng không ạ bây giờ nó lại được để ra đây làm thành câu multiple choice như thế này cái này là resort to thôi ạ. Viện đến, sử dụng đến. Họ cũng đã phải sử dụng đến cái phương án mạnh. Đúng không? Đấy, ok nhá. Được chưa ạ? Câu số 9 là gì? Peter says that... Nhá. Peter says cái này đang ở hiện tại. Nếu mà dùng hiện tại ở đây ấy, thì... Cái vế này thì nó vẫn là thì nào là vào thì đấy Nó không bị ảnh hưởng đến thì phía sau này Nếu như dùng set thì lập tức là những cái này đang ở hiện tại sẽ phải xuống quá khứ ví dụ như vậy còn nếu mà Peter says là hiện tại rồi thì cái này nó có thể hiện tại có thể quá khứ về tương lai thì không sao cả tiếp theo với câu hỏi về sự hòa hợp về thì này chúng ta thấy rằng là nó là câu điều kiện đúng không Peter nói rằng họ bữa tiệc trong vườn nếu mà thời tiết tốt thì nó là cái hoàn toàn có thể xảy ra đúng không ạ thì tức là họ sẽ có tiệc trong vườn nếu mà thời tiết tốt câu điều kiện loại một đáp án đúng câu này sẽ là đáp án B đúng chưa Câu số 10 I will marry you when I up oh. Đây là con gái, con trai tôi nói với Jimmy Tớ sẽ cưới cậu khi mà tớ lớn Ui dồi ôi Tớ sẽ cưới cậu khi tớ lớn đúng không ạ? Cũng là câu điều kiện Thực ra không phải câu điều kiện Đây là câu sự hợp về thì Một bên là tương lai thì bên này sẽ là hiện tại thôi Hiện tại không cần chi hiện tại hoàn thành Không một không phải là nhấn mạnh là đã lớn như thế này mà chỉ cần nói là khi lớn thôi ạ à, Dùng hiện tại thôi Đáp à, được đúng câu này sẽ là đáp án A đúng không ạ Đấy. dễ thương thế cưng xỉu ra đúng không ạ rồi tiếp tục sang câu số 11 đi các con đáp án đúng của câu số 11 là đáp án gì ạ câu số 11 đáp án đúng là đáp án gì The existence of such a center is expected to help Asian members facilitate assistance to any country by a disaster. Cái này là chủ ngữ rồi và đã có động từ là is expected to help rồi. Help somebody do something. Cái này nó là do. Đấy ạ, giúp ai làm gì? Làm cái hỗ trợ này cho bất kỳ cái quốc gia nào. Thì bây giờ là quốc gia nào? Cái quốc gia mà bị. Đúng không ạ? Đây là giảm mệnh đề quan hệ rồi. Any country that is hoặc là was hit that was hit by a disaster. Là một cái mệnh đề quan hệ bị động và giảm mệnh đề đi mình sẽ dùng phân từ hai hit là phân từ hai cái này sẽ là phân từ hai giảm mệnh đề quan hệ bị động được chưa nha cái sự hiện diện của cái trung tâm như vậy thì được mong đợi là để giúp đỡ những cái thành viên asean là có thể uh, làm có thể có thể triển khai được đúng không ạ à, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ cho bất kỳ cái quốc gia nào mà À, bị tàn phá bởi thiên tài đúng không ạ bị gọi là bị chạm tới đấy bị đánh đấy bị đánh bởi thiên tài đúng chưa câu số 12 câu số 12 của chúng ta là gì after cái này sao lại after hết nhỉ after after bỏ qua cái này đi ạ à. after gì đấy the train đúng chưa thì after của chúng ta là giới từ đúng không ạ sau giới từ thì mình sẽ phải cộng với vấp in đúng chưa sau giới từ sẽ cộng với danh từ hoặc vấp ing, đúng chưa thì nếu mà là vấp ing mà cái từ after này cũng là liên từ nữa nếu mà nó liên từ thì có thể cộng với mệnh đề đấy mệnh đề này là hiện tại hoàn thành thì không ổn không phải là sau khi cộng với hiện tại hoàn thành ở bên này chưa quá khứ đơn được đấy chưa cái này thì nó lại chỉ có động từ không chứ không có chủ ngữ thì sai nó phải có chủ ngữ cơ vậy quay lại là cái vấp in thì bây giờ mình có boarding và having board thì không phải là having bought mình nó phải nếu mà having thì phải là having bought it. Cho nên đáp án đúng cuối cùng ở đây có thể làm được đó là đáp án A, đúng không ạ? Tức là after boarding the train, we managed to find our seats and then relax on the long trip ahead. À cái ahead này chắc là nó 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 nó, nó từ đây nó nó, nó lòi lên đây, đúng không ạ? Thế nên là sau khi lên tàu thì chúng tôi đã có thể là tìm được chỗ ngồi, đúng không ạ? Thế là sau khi lên tàu cái này là vấp in, được chưa? Đấy. Giảm mệnh đề thì cái chủ ngữ sau dấu phẩy sẽ là chủ ngữ chung của hai cái mệnh đề này Đấy. Thì là chúng tôi lên tàu Đấy, Sau khi chúng tôi lên tàu thì như thế nào đó Được chưa? Rồi Câu số 13 đi ạ Câu số 13 là đáp án gì? The two nations came into conflict over air pollution. The two governments solved the dispute peacefully Ok. Thế đây chúng ta sẽ có một câu hỏi về mạo từ Đấy, sao lại có hai câu hỏi mạo từ nhỉ? Câu số 6 là đã có mạo từ rồi. Câu này lại mạo từ tiếp à? Cái câu này của chúng ta thì come into conflict của chúng ta đó là một cụm rồi. Đó là một cụm rồi nhá. Yeah. Chúng ta không cần ơ ân hay là the gì cả ở trong cái chỗ này. Cho nên là đáp án đúng câu này là đáp án C thôi. The two nations came into conflict over air pollution. Đó là hai cái quốc gia này thì đã xảy ra xung đột về ô nhiễm không khí và hai chính phủ các quốc gia đã giải quyết vấn đề này là một cách rất là hòa bình ạ. Yeah. nhớ nhá nó là cụm rồi ạ à. come into conflict là cụm rồi câu số 14 đi ạ à. when Tommy started to learn French he had a difficult time have a good time hoặc là have a difficult time doing something được chưa cho nên là câu này với kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu thì phần này chắc chắn là sẽ phải cộng với lại là vợ bình Pronouncing the words correctly. Ok. Câu số 15. Lại tiếp tục là giảm mệnh đề. Vậy thì có dấu phẩy ở đây thì chủ ngữ sau dấu phẩy là chủ ngữ chung của hai mệnh đề. Vậy thì she và đây là excited. Vậy thì nếu như she và excited she và excite thì nó sẽ phải là be excited. Bởi vì là cô ấy hào hứng về cái gì thì bao giờ cũng sẽ là cấu trúc bị động. Đấy chỉ người đúng không? Thì sẽ phải là một ai đấy rất là hào hứng về kết quả ở kỳ thi cô ấy hào hứng với kết quả của kỳ thi thì cô ấy về nhà để kể cho gia đình về cái tin tức tốt lành này đấy ạ vậy thì với cái mệnh đề bị động này mà giảm mệnh đề đi thì lại phải dùng phân từ hai để giảm mệnh đề cho nên là mình sẽ không dùng having excited là chủ động nhá cái này là too excited không đúng nhá mình sẽ chọn excited đấy ạ hào hứng về kết quả thi thì cô ấy về nhà ok chưa rồi câu số 16 đi ạ finally After 10 years in prison, Tom found himself as free as a Idiom ạ Câu này là câu số 19 bình thường của chúng ta đây ạ As free as a bird Đúng rồi As free as a bird Đấy, Tự do như chim đúng không ạ Đấy, Sau 10 năm ở tù bây giờ là Tự do như chim đúng không ạ Hoàn toàn tự do nhé Làm những gì mà mình muốn Câu số 17 đi ạ You must mix the right of soup and water If you want to blow bubbles That last longer thì ở đây là cái thành phần cái tỷ lệ ấy ạ cái thành phần như ạ là cần phải trộn lẫn cái thành phần là của súp và nước đúng không ạ tức là cái tỷ lệ ạ cái tỷ lệ thì ở đây như sau này bình thường các con biết là từ percentage và từ proportion cả hai từ này đều mang nghĩa là tỷ lệ ạ propensity thì mang nghĩa là cái xu hướng xu hướng hoặc là thiên hướng nhé Đấy, xu hướng thiên hướng này. Thế còn majority đó là phần đông. Thế hai cái này không đúng rồi. Nhưng mà giữa hai cái từ tỷ lệ này thì chúng ta phải lựa chọn cái từ nào cho nó phù hợp. Thế đây các con thấy là percentage của chúng ta là cái tỷ lệ là khi so sánh với cái tỷ lệ phần trăm nó là tỷ lệ phần trăm. Thế còn proportion nó sẽ là cái tỷ lệ khi mình so sánh với toàn bộ tổng của một cái đối tượng nào đấy hoặc là cái tỷ lệ mức độ của một thứ này khi so sánh với một thứ khác. Thì bây giờ ở đây cái ý của người ta là so sánh là bạn cần phải trộn theo đúng tỷ lệ nhá. Yeah. The right thì sẽ là the right proportion yeah. Cái tỷ lệ đúng của cái súp này và nước Nếu như bạn muốn thổi bong bóng và nó sẽ sẽ lâu Thì cái tỷ lệ đây tức là giữa cái này so với cái này Thì mình sẽ phải dùng proportion Chứ mình lại không dùng percentage Được chưa? Rồi, sang câu số 18 là kiến thức về phrase verb ạ Đó là tôi có thể dọn giường cho bạn ở trong một cái phòng trống Nếu như bạn muốn ngủ qua đêm ở đây nhớ thêm có một cái phrasal verb là put somebody up for the night mà nghĩa là cho ai đó ngủ qua đêm. Thế còn câu này đó là dọn giường. Dọn giường của chúng ta thì mình sẽ lựa chọn sẽ là gì ạ? I can I can gì ạ? Dọn dẹp, dọn giường của chúng ta sẽ dùng từ gì ạ? Make up nhá, make up. Make up của chúng ta thì có nhiều nghĩa. Mình biết là make up có mang nghĩa là trang điểm, Mang nghĩa là đền, tức là mang nghĩa là make up for là đền bù Đúng không ạ? Make up có nghĩa là chiếm Đúng chưa? Đấy Make up có nghĩa là làm hòa Được chưa Thì cái make up này ngoài ra nữa thì còn có nghĩa là Tức là Mình dọn, dọn một cái gì đấy đấy ạ Dọn dẹp một cái gì đấy Được chưa ạ? Ok, ở đây chúng ta có từ make out Là nhìn ra một cái gì trong một cái um, uh, sương mù mình nhìn ra được cái gì thì mình sẽ dùng từ make out đúng chưa? rồi tiếp theo chúng ta có từ make for make for thì thật ra là ít dùng đúng không? make for ít dùng mà make for something thì có nghĩa là một cái gì đấy nó quan trọng làm một cái thứ gì quan trọng để nó tạo ra một cái gì đó đấy. Uh, make for còn mang nghĩa là di chuyển về hướng gì make over nghĩa là cải thiện câu này các con sẽ chọn make up thôi Câu số 19 đấy ạ. À. Câu số 19. The boy was punished for playing from his physics lessons. Đó là cái cậu bé này bị phạt vì là đã là trốn học thì play chắc chắn sẽ là play truant rồi đúng không? Play truant from the physics lessons. Truant, truant học cúp cua khỏi cái lớp học vật lý. Đúng chưa ạ? Alright, bây giờ mình sẽ cùng đến với những câu hỏi từ từ gần nghĩa nhé. Gần nghĩa. Gần nghĩa. Câu số 20. Dark clouds began to spread out across the sky, so we rushed to the house as fast as possible. Nhớ là tìm từ gần nghĩa nhé. Cái từ spread thì mình học rồi chứ đúng không? Spread có nghĩa là nó lan ra, nó lan rộng ra đúng không ạ? Đấy, nếu mà lan rộng thì ở đây sẽ là chọn bằng với lại là từ gì ạ? Shrink là co hẹp lại. Diminish là triệt tiêu. Lesson là ít đi đúng không? Làm giảm đi thì ở đây còn đáp án đi là extend thì đúng rồi, đúng không ạ? Extend mở rộng kéo dài. Thế vậy là spread out bằng với lại là extend, được chưa? Những đám mây đen đã bắt đầu lan rộng ra khắp bầu trời, cho nên chúng tôi phải về càng nhanh càng sớm, càng nhanh càng tốt. Tại sao lại càng nhanh càng tốt ạ? À? Bởi vì là trời mưa to, bão to đúng không? Câu số 21 chúng ta có từ La Vidavi. -vi. La -vi -vi nghĩa là gì? La -vi -vi là một cái từ vựng khá là dễ dễ thương, rất là lovely. Nó mang nghĩa là yêu thương, chiều mến Ok Nếu hai người trong một mối quan hệ lãng mạn Mà những người đấy là la vi đa Thì họ thể hiện cái tình cảm của họ cho nhau Ở nơi công cộng bằng cách là chạm Vào nhau và nói những lời yêu thương La vi đa lúc này sẽ mang nghĩa là Love sick là Tương tư, đúng không ạ à, tương tư Ốm vì tình yêu đây đúng không ạ Romantic, lãng mạn Demonstrative là mang nghĩa là hay thổ lộ Đúng ạ? Còn affectionate là chiều mến Hợp lý nhất là sẽ bằng với từ gì ạ? Hợp lý nhất là bằng với từ affectionate Đấy ạ? Chiều mến rất là rất là tình đấy đúng không ạ? <laughs> ok. Giờ bây giờ sang bài tìm từ trái nghĩa đi ạ. Tìm từ trái nghĩa. Câu số 22. Developments in technology mean we can now do banking transactions at our leisure. Tức là cái sự phát triển về công nghệ có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể gọi là chuyển khoản ngân hàng ở cái sự thoải mái dễ chịu. Đúng không ạ? Thì cái cụm này at all leisure có nghĩa là rất là thoải mái dễ chịu. Đúng không? Nó sẽ bằng với lại là comfortably. Đúng không? Đấy. cái này là tự do, độc lập. Thoải mái thì nó bằng với từ này và trái với nó thì sẽ là không thoải mái, không tiện thôi. Đúng không? Câu 22 này đáp án B đúng chưa ạ? Các con lựa chọn đáp án gì đấy? Rồi, cô thấy rất nhiều bạn làm tốt ạ. Bằng với in conveniently, đúng không? Ok, đúng rồi. rồi ghi xuống nhá. Comment những cái đáp án mà các con chưa biết. Đấy. Nào, ví dụ như cái cụm work against the clock này sẽ mang nghĩa là gì? Làm việc chống lại cái đồng hồ. Có nghĩa là sao ạ? Là phải chạy đua với thời gian, đúng không ạ? Có nghĩa là phải làm việc rất là rất là nhanh nhạy, rất là nhanh nhẹn. Thì nó sẽ bằng với lại là Work in a haste Và trái với nó sẽ là Nó sẽ bằng với cái này nữa Và trái với nó thì đương nhiên sẽ là Work slowly Đúng chưa? À, chạy đua với thời gian Alright Câu số 24 và câu số 25 của chúng ta Là những câu hỏi giao tiếp xã hội Two students are talking with each other About the weekend picnic à, đang nói chuyện với nhau về cái buổi picnic cuối tuần, đúng không? Học sinh thứ nhất cậu có đi cùng với chúng tớ được không? Cái câu này là câu mời mọc phải không? Gấu sinh từ học sinh thứ hai nói rằng là liệu là bố mẹ tôi, bố mẹ tớ sẽ cho phép tớ hay không là cái câu hỏi. Hay là đáp án B là giáo viên đang bảo chúng tớ là nộp bài vào tuần sau. Hay là đáp án C là thời tiết quá đẹp cho buổi picnic. Và đáp đi là ồ tớ nghĩ rằng là nó là ngày hôm qua. Ok. Thế thì cái câu nào hợp lý nhất một người đang hỏi là có đi không? Thì phải nói là để xem bố mẹ có đồng ý không đã đúng không? Là hợp lý nhất mình nghĩa đối với câu này rồi. Đúng không? Đáp được đối câu này sẽ là đáp án A nhé. Câu số 25 sẽ là gì? Host là cái người chủ nhà nói rằng là I'm terribly sorry for this inconvenience. Tôi rất tiếc, rất là vô cùng xứ lỗi về cái sự bất tiện này. Thì người kia sẽ nói làm sao? Uh, khỏe cảm ơn, không phải nhá. Đấy không phải là lỗi của bạn, Đúng không ạ? Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn thì không liên quan này Nó là của tôi, tôi đến muộn thì cũng không phải Đáp án đúng ở đây có vẻ như là đáp án B là hợp lý nhất rồi Đúng không ạ? Tôi rất xin lỗi vì cái sự bất tiện này Thì bảo là không phải lỗi của bạn đâu Đúng không? Ok chưa ạ? Nhá Bây giờ mình sẽ cùng đến với một cái bài đọc hiểu Có lẽ là cũng rất là thú vị Đó là về Tattoo Tattoo chính là xăm người đây Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng chữa các cái câu hỏi đọc đề của chúng ta từ câu 26 cho đến câu 30 các con nhé. ấy chúng ta có này, câu hỏi ngữ pháp này, câu hỏi từ vựng này, câu hỏi ngữ pháp, câu hỏi đại từ quan hệ và câu hỏi giới từ. như vậy là dự báo là cũng không không khó đâu, được không ạ? Dự báo là không khó. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Câu số 26 là đáp án gì? Tattooing has been around for thousands of years. Cái việc xăm hình ấy thì đã có hàng ngàn năm nay rồi. Và cái việc mà để lại một cái hình vẽ Gọi là vĩnh viễn Ở trên cơ thể Thì ban đầu ấy Được nghĩ là đúng không? Được nghĩ là sẽ mang lại cái sự bảo vệ đấy, Kỳ diệu hay gì đấy Chống lại bệnh tật hoặc sự thiếu may mắn Được nghĩ là Câu này mình sẽ dùng là Was originally thought Đúng không ạ? Dạng bị động ấy Mình sẽ chọn là thought Được nghĩ là Đúng chưa ạ? Sang câu số 27 Đó là gì? Đấy À, tiếp tục nhá sau đó thì nó được sử dụng để chỉ cái địa vị xã hội của một người ví dụ như là cái người Roman thì sẽ là xăm hình trên nô lệ hoặc là những tên cướp đấy nhá Cho nên là những bạn nào mà chuẩn bị xăm hình ấy thì chúng ta hãy nhớ rằng là à, những cái hình xăm ấy đều là đều là xấu được ạ cho dù xăm những thứ tốt đẹp hay không tốt đẹp thì nó cũng là những cái suy nghĩ dành cho những cái tầng lớp xã hội rất là thấp như chưa dành cho nô lệ và dành cho tội phạm và dành cho ma quỷ nữa Được chưa? Đừng thấy một vài người giàu có Nổi tiếng trên thế giới họ cũng sao mà nghĩ rằng là Là nó đã tốt đẹp ạ à. Không tốt đẹp tí nào yeah. Đó là một cái điều cấm Chúng ta không được phép làm Tiếp tục sang câu số 27 Come into gì? Come into touch, come into contact Come into meeting, come into communication With somebody Được chưa? Thì cái này nó là một cái cụm Của chúng ta rồi đấy Là come into contact With somebody có nghĩa rằng là cho đến khi những cái nhà thám hiểm châu Âu là tiếp xúc với những cái người Mỹ, Ấn Độ. Đúng đấy chưa? Đấy. Nhá. Tiếp xúc với những người Mỹ, Ấn Độ và những cái người thổ dân đấy. Đấy. Vào thế kỷ 17 và 18. Đúng không ạ? Chứ còn khi mà Thiên Chúa Giáo đến với châu Âu thì cái việc xăm mình là bị cấm hoàn toàn. Đấy các con thấy không? Vì thế vì là cô theo Christianity, tức là cô theo Thiên Chúa Giáo cho nên là chúng ta sẽ cấm cái việc xăm hình này thì nó hoàn toàn đã biến mất trong hàng trăm năm cho đến khi những nhà thám hiểm châu âu lại tiếp xúc với những cái người thổ dân này những cái người thủy thủ nào, trở về từ chuyến đi biển rất là dài thì họ đã trang trí bản thân mình như thế này thế kia đấy nhá ngày nay thì cái việc xăm hình thì nó không còn là bất thường mà nó cũng không phổ biến như trước đây thì cái từ neither giờ sẽ đi với no cái này không khó tí nào Đúng không? Neither nó no. nó không bất thường mà nó cũng không phổ biến như trước. Như một thời nó đã như vậy. Nhớ cái từ once này, nghĩa là một thời nhá. Câu 29 là gì? Cái thiết kế, cái mà kéo dài là từ 3 cho đến 6 tuần thì được sơn không đau ở trên da. Bây giờ là người ta hay dùng những cái hình xăm tạm thời. Những cái thiết kế cái mà có dấu phẩy thì không dùng rát được, phải dùng which nhé, Cái mà. Đúng không ạ? Ok, và tiếp theo câu số 30 là gì ạ? Cái thiết kế ra báo thì đã chiếm 99,2% Đấy là 99,2% của cái gì? Đúng không ạ? Câu 30 này của chúng ta là giới từ thì mình sẽ nói là chiếm 99,2% gì? Của cái, cái 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 bề mặt thân thể của anh ta đấy thì sẽ là giới từ of thôi. Đúng chưa? Ok nhá. Alright cho dù là có một cái tên mỹ miều như là art là nghệ thuật đúng không ạ vân vân này khác thì chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng là cái nguồn gốc của nó ấy là chỉ là dành cho nô lệ và dành cho cướp thôi đấy ạ có nghĩa là dành cho những người rất là xấu vì thế cho nên là chúng ta sẽ không xăm nhé các con chú ý giúp cô ạ ok ở đây chúng ta có hai bài đọc hiểu cô sẽ gửi các con đến đáp án của hai bài đọc hiểu này ở facebook của cô phư nhé ok ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi cuối cùng của chúng ta là từ câu 43 cho đến câu 50. Được chưa? Có một số bạn nói rằng là Cô ơi, cô cứ kệ bọn con đúng không ạ? Bọn con thích xăm thì bọn con xăm, bọn con không thích xăm, bọn con không sao mà cô không cần phải nói. Đúng không? Nhưng mà cô cảm thấy rằng nếu như mình biết mà mình không nói thì nó không còn là sự giáo dục nữa. Đúng không ạ? Khi mà các con học cô thì cô có trách nhiệm phải nói với các con. Còn cái việc các con có nghe lời hay không đấy là việc của các con. Nhưng cũng đừng quên rằng là cá không ăn cá không ăn muối là cá ươn nhá. Không nghe lời thì chậm đường con hư thôi các con ạ à, nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng. Cố gắng chăm ngoan theo cô là các con sẽ à thi đỗ được chưa ạ? Trước hết là thi đỗ đã và sau đó là cuộc sống nó bớt đi những cái những cái khó khăn vất vả và những cái điều mà không hạnh phúc sau này ấy. Được chưa? Ok. Nào bây giờ mình sẽ cùng đến với câu 43 nhé. Câu 43 đáp án gì? 43 không khó đâu này. Comment giúp cô đi ạ. Câu 43 là đáp án gì? Ok. Câu 43. Câu 43. Now 15 minutes mặc dù có số nhiều nhưng nó chỉ là một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian, một khoản tiền thì chúng ta sẽ luôn luôn chia số ít. Một khoảng thời gian, một khoản tiền và một khoảng cách địa lý, cho dù có là số nhiều thì nó cũng vẫn là ít, được chưa ạ? Câu 44 là đáp án gì? Comment giúp cô các con yêu ơi. Câu 44 đáp án gì đây ạ? For its establishment, Asian Tourism Association has played an important role in promoting and developing Asian tourism services. Ok, nào, sai ở đâu đây ạ? Sai ở đâu đây? For is establishment. Đúng chưa? Nào, thử xem nhá. Asian Tourism Association thì nó có sai không ạ? Cái này trước đi ạ. Bởi vì cái từ for này mình còn đang hãng còn đang phải dịch nghĩa phải không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử trước đi xem là cái 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 Asian Tourism Association này nó có sai hay không? Thì chúng ta thấy rằng là Asian Tourism Association là không sai rồi, đó là hiệp hội du lịch ASEAN Đấy, đóng vai trò quan trọng trong cái việc này. Thì cái này có sai không? Không. Vậy thì sai sẽ sai ở cái đáp án A này. Nhưng bây giờ sai này sửa thành cái gì? Sửa thành xin. Được chưa? Cái này for là vì. Vì cái sự thành lập của nó thì nó có nghĩa gì đâu. Cái này nó phải là kể từ khi thành lập. Thì cái hiệp hội này đã đóng vai trò quan trọng trong cái việc gì? Được chưa ạ? Nên đáp án đúng câu này ở đây chúng ta sẽ là đáp án A nhá và sử dụng cô thánh since. Thế còn câu số 45 là gì? The first postage stamps issued in New York City. Cái này là phải là cái tem này là phải là được được cái chứ nó phải là cấu trúc câu bị động, đúng không ạ? Nó sẽ phải là were issued. Đúng không ạ? Những cái tem đầu tiên này là nó đã được phát hành. Đúng không? đã được phát hành phải là bị động. Nên đáp án đúng câu này sẽ là đáp án B chưa à? ok bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục với những câu hỏi cuối cùng trong đề này đó là những câu hỏi viết lại câu trắc nghiệm các con nhé câu 46 bill nói rằng chưa bao giờ đến nga tớ nghĩ rằng sẽ đi đến đó năm sau nào next year phải chuyển thành giờ next year cả bốn đáp án này đều đúng rồi đúng không ạ tiếp theo này shell shell thì chuyển thành good he good anh ta nói là anh ta sẽ thì sẽ phải là he good he good đúng không ạ he good loại được một đáp án được chưa? Tiếp theo là anh ta nghĩ rằng là thing này phải chuyển thành thought Đấy, Vậy là he thinks này là loại nhá Sai Nó phải là he thought mới đúng Nên đáp án đúng câu này chỉ còn đáp án A thôi Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy các con thấy không? À, vẫn là cái cách làm mọi khi của chúng ta chuyển từ câu trực đến câu gián tiếp Mà cô đã chỉ cho các con cái cách làm rồi Thì các con cứ thế con làm theo thôi Đúng chưa? Nào sang câu 47 Câu bị động cô bị động ở cái dạng thức là mọi người tin rằng để có những cách chuyển sang bị động là thứ nhất là mình sẽ dùng là it was believed that nó phải là it was cho nên là đáp án c sai nhá đáp án a đó là jane được tin rằng thì phải là jane was believed nên cái này cũng sai luôn nó phải là jane was believed to have retired cái này đúng rồi này jane đảo lên believe là quá khứ thì phải chuyển bị động là was believed nhớ retired là quá khứ đơn thì chúng ta chuyển thành là to have retired đáp án đúng câu này sẽ là đáp án b thôi đúng không? Mình không dùng cái dạng thức này xong dùng was believe ở phía sau như thế này. Như chưa? Rồi câu số 48 nhé. Charles would have won the essay contest if he had typed his paper. Nha. Yeah. Thì câu này là câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện lại ba giả định là nếu như anh ta đã đánh máy thì hẳn là thì có lẽ là anh ta đã giành chiến thắng rồi. Thì đây là Charles đã giành chiến thắng mặc dù không đánh máy là sai. Đúng không ạ? Anh ta đã không đánh máy và không thắng mới đúng. Không đánh máy, không thắng. Đúng không ạ? Cái này đúng này Cái này là đánh máy làm cho Charles thắng Thì cũng không đúng Và cái này là Charles không thắng mặc dù đánh máy thì cũng không đúng Đang đúng ở đây là phải là một cái câu fact Ở trong quá khứ Nó nghĩa là đã không thắng bởi vì không đánh máy Nếu đánh máy thì đã thắng rồi Đúng chưa ạ? Rất là dễ Nào câu 49 đi ạ Câu 49 George graduated with a good degree However, he joined the ranks of the unemployed. George đã tốt nghiệp ở đây là tốt nghiệp với cái bằng giỏi. Tuy nhiên là đã gia nhập hàng ngũ những cái người thất nghiệp. Ok, à, cô có một, à, một 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 em một em nhà cô ấy là bằng giỏi của học viện ngân hàng và cuối cùng là à, mà vẫn bị thất nghiệp. <laughs> cuối cùng vẫn bị thất nghiệp nhá. Yeah. Cho nên là à, chúng ta phải phải có rất là nhiều kỹ năng đấy Để mình đi xin việc chứ không phải là Cứ bằng giỏi mà đã là ngon đâu nhé đấy, Em của cô là bằng giỏi Ngân hàng, suýt nữa thì thất nghiệp Suýt thôi ạ, tại vì là cô đã đá đít nó Để bắt nó là phải đi xin việc rồi nào không Nào, ở đây sẽ là gì George đã tốt nghiệp Với bằng giỏi, tuy nhiên như thế này Thế là cái việc mà George đã tốt nghiệp này đã giúp anh ta Gia nhập hàng ngũ thất nghiệp thì không phải nhỉ Mà nhớ rằng là cái rác này là mệnh đề danh từ này Cái việc mà như thế này cái việc này thì đã giúp anh ta như thế này không đúng nhá đáp án b george đã gia nhập hàng ngũ thất nghiệp bởi vì anh ta tốt nghiệp bằng giỏi thì không phải nhá làm gì có cái lý do nào nó buồn cười thế đáp án c nếu như george tốt nghiệp thì anh ta sẽ gia nhập hàng ngũ thất nghiệp thì cũng không phải nào đúng ở đây phải là đáp án đi đúng không mặc dù george tốt nghiệp bằng giỏi nhưng mà vẫn gia nhập hàng ngũ thất nghiệp được chưa ạ rồi câu 50 mươi nhá electronic devices are bad for our for your eyes their radiation is very harmful những cái thiết bị điện ấy thiết bị điện tử ấy thì rất là tồi tệ cho mắt của bạn và cái bức xạ của nó thì rất là gây hại dạ yeah. nào thì đáp án a là những cái thiết bị điện tử những cái mà gây hại cho mắt của bạn thì sao lại dùng zero radiation Thì làm sao mà mà thành thành câu được đúng không cái câu này nếu như bỏ mệnh đề quan hệ đi thì cái câu này là từ cái này xong lại sang cái này thì không đúng cái này thiết bị điện tử cái bức xạ của nó rất có hại thì rất là có hại cho mắt của bạn cái này đúng này kiến thức về mệnh đề quan hệ thôi rất là đơn giản cái này có hại cho mắt và cái bức xạ của nó rất là hại đúng chưa đáp án c như thiết bị điện tử mà không dùng cái này để giảm mệnh đề không dùng cái này để gọi là dùng đại từ quan hệ kiểu này được đúng không ạ kiến thức về đại từ quan hệ rất là dễ đó là there thay bằng whose Đấy, cho cái mệnh đề này vào chỗ ngay sát với cái từ mà nó muốn thay thế ở đây sẽ là cái kiến thức về đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ, được chưa? Cái này là như thiết bị điện tử cái mà xong lại ghe thế này thì không đúng đâu. Nó phải là who thay cho từ này. B cả mệnh đề lên sau cái từ electronic devices này. Đấy, thì bị điện tử, cái bức xạ của nó rất là hại thì nó rất là có hại cho mắt của bạn. Đáp án đúng này là đáp án B. Như vậy là phần với lại câu trắc nghiệm này ấy, nó cơ bản, rất cơ bản. Cơ bản từ câu 1 đến câu 5 luôn đúng không ạ? Quá cơ bản luôn nhá. Đấy thì hôm nay là cô đã chữa cho các con cái đề đề thi của trung tâm khảo thí đại học quốc gia hà nội còn hai bài đọc hiểu các con chịu khó qua facebook của cô để lấy đáp án chi tiết nhé để các con có thể soát bài này khá là hay với một vài cái cấu trúc khá là ổn đấy đúng không ạ à, cũng là một cái đề để các con tham khảo cô nghĩ rằng là à, càng làm nhiều đề càng tốt miễn là cứ có cô phư chữa cho thôi là tốt rồi đúng không cứ có cô chữa thôi là ok rồi đó thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục giải đề các con nhé Đấy, và sang tuần thì chúng ta sẽ không giải đề nữa Mình quay lại với những cái bộ đề dự đoán Và những cái bộ đề từ vựng dự đoán của cô Phư Để chúng ta ôn lượt cuối trước khi thi Trước khi các chiến sĩ lên đường Ok Alright Các con yêu quý cảm ơn các con đã theo dõi buổi học hôm nay cùng với cô Phư Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi học tối mai nhé Cô chúc các con học tốt Thi đậu đại học ở ngay Nguyện Vọng 1 và hãy luôn luôn giữ những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ của chúng ta trong cái hành trình luyện thi này cô chúc các con sẽ luôn luôn yêu cái kỳ thi của chúng ta mình yêu kỳ thi nhé thì kỳ thi sẽ yêu lại các con chúng ta hãy yêu nó ăn ngủ cùng nó và chúng ta sẽ cùng nó để mình đạt đến thành công nhé hẹn gặp lại các con trong buổi học tối mai